của riêng mình. Có lúc bỗng muốn buông xuôi hết mình, ngoảnh mặt quay lưng với niềm đam mê. Chẳng ngờ ta đã vứt đi cuộc sống của mình. Rồi đôi chân vẫn cứ bước, bước theo nhịp đập đam mê, vẫn luôn được thấy nơi con tim này dù cho người đời khen chê. Dù đã nhiều lúc thắm mỏi mệt, bùa vây bao tố tranh. Tiền của em đây, hôm nay em đánh lên tay lắm đó. Thôi, vô thay đồ rồi về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn nha. Trời em nay đẹp quá. Có ý sao không? Hả? Chắc không một ai biết được tình đến ra sao. Vì khi đã lỡ fall in love with you, ta chỉ còn mong đến từng phút bên nhau. Chắc không một ai không muốn tình yêu giữa em nhỉ. Chắc không một ai không biết tình là những yêu mến mà sao vẫn bất cho để đến bên nhau. Có
chung là vì khi yêu lòng không nghĩ gì. Rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày, nguyện mãi chẳng rời xa dù là ngàn bão tố phong ba. Cause baby you are my trái tim này đã trao em từ giây phút để trông thấy nhau. Cause baby you are my Mara thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đón yêu thương cùng nhau. Cô chủ, chú cần dành cô mau về nhà đi. Từ nay trở về sau, cô không được phép đi đâu mà chưa có sự phép của chú. Không thích. Chị về thôi cô chủ. Ôi, bỏ ra, tôi tự về. Chị về. Bỏ ra, đau. Bỏ ra, tôi tự đi được. Kiếm cái này, mệt lắm rồi. Cái gì đó? Nè, có chuyện gì á, về nhà nói. Ba đang làm việc hay chưa? Đừng thấy ba cưng á, rồi làm càng đó. Con muốn thỏa thuận với ba ngay bây giờ. Chuyện gì? Con muốn ba để cho con tự do lựa chọn và quen bạn trai. Không có được. Con đang muốn nói cậu Tuấn nhạc sĩ đúng không? Ba không thích. Ba không biết thôi, anh Tuấn ảnh là người tốt đó ba. Nếu như mà ba để cho con tự do quen ảnh á, thì con sẽ nghe theo lời ba, con bỏ đi chơi luôn. Con sẽ đi du học nè, con sẽ kế nghiệp ba. Con gái của ba ngoan không ba? Được, nếu đã hứa thì phải ký kết hợp đồng rõ ràng. Cô qua phòng tôi đi, thảo cho tôi một hợp đồng. Cần phải nghiêm túc, đã giao kèo rồi á, phải ký kết hợp đồng nguyên tắc rõ ràng, nghe chưa? Dạ, nếu như ba muốn con ký thì con sẽ ký. Ai vô phòng mình vậy con? Dạ, không có gì hết. Tiếng của cái ghế á, lâu quá rồi, nó bị lỏng ốc. Con đi xin đổi hoài mà người ta không cho. Tại vì mình ở đây lâu quá cho nên lờ mặt đó con. Thôi, không có chuyện này đâu. Thì cứ ngủ tiếp đi. Nếu bác sĩ tới thì con kêu mẹ dậy. Thank you.
Tôi xin lỗi, tôi làm phiền quá. Tôi về đây. Đừng uống say như vậy nữa, nguy hiểm lắm. Hôm qua tôi rất lo cho Ngân. Tôi biết rồi. Tôi về nha. Sao mày hay rồi? Sao con lại giống mẹ vậy? Dạ, làm sao con không hiểu. Cô gái đó tối hôm qua ngủ ở ghế này, có phải là cô Ngân không? Ủa, sao mày biết vậy? Mẹ chỉ thấy dáng và nghe mùi nước hoa con gái. Sao? Còn với cô gái ấy làm sao vậy? Dạ, con với cậu không có gì hết. Cậu đã có người yêu rồi và cũng sắp đính hôn. Chỉ là tối hôm qua cậu say quá mà không biết tại sao tự nhiên xuất hiện ở bệnh viện. Khuya rồi con sợ nguy hiểm cho nên mới cho cậu vô đây nghỉ ngơi xíu. Vậy cũng được. Nhưng mà nè, người ta sắp có vị hôn phu rồi thì con á, con phải giữ khoảng cách nhất định nghe con. Với lại á, đừng có để cho người ta hiểu lầm tình cảm của con. Con phải rõ ràng. Nhớ nha con, nhớ lời mẹ dặn nha. Dạ, con hiểu mà. Con biết mình phải làm sao mà. Ngân, em đang làm cái trò quái gì vậy? Ooh.